Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Thì tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta nói tiếp tục về cái tập 84 của chị Misun. Đó, thì hồi sáng em đang nói giữa chừng cái điện thoại em nó bị cắt ngang, nó bị hết pin của chú anh chị. Đó, nên là em chưa nói hết được cái những cái gì muốn nói trong cái tập 84 này. Thì tiếp theo thì em sẽ nói cho mọi người nghe được rõ nha. Nhiều vấn đề phía sau nó còn hay lắm mọi người. Nó hay từ cái vấn đề mà của chị Sun nói về người này người kia, cũng như là vẫn còn cay cú về cái câu chuyện mà bị chị Hồng Loan trả đồ lại đó mọi người. Hình như là vẫn còn cay cú lắm đó, rất là cay cú. Bởi vì đồ của mình cho mà tại sao đem lại trả mình, chắc đồ mình chắc đồ dởm đúng không? Chị Loan chắc sợ đem mặc gì đeo ra đường sợ người ta nói đồ dởm nên chị trả lại cho chị, chứ bây giờ cho không đeo thì nó cũng kỳ, mà đeo ra thì người ta phát hiện là chị Sun cho đồ dởm đó thì tội chị nữa. Chị nên là chị Loan trả lại là đúng thôi đó, đúng thôi chị à. Đó, còn cái câu chuyện mà chị nói là chị Loan gọi là dựa vào tối ngày không lo cái câu chuyện của chú Vũ Linh, đó là sao kê gì đó đó, không lo chạy làm cái vấn đề đó mà tối ngày cứ lên gọi là bán hàng cũng như là kêu mọi người ủng hộ mình xem kịch xem hài gì đó. Thì mình nói luôn mọi người, cái vấn đề mà sao kê đó thì bên phía chị Loan đã đưa ra cơ quan chức năng rồi, thì chờ cơ quan chức năng xử lý thôi đó. Mẹ con bé Ve là có chịu hợp tác để sao kê hay không nữa đó, phải chờ thôi. Trong thời gian chờ đó, không lẽ là ngồi ở nhà ngồi chơi xơi nước rồi tiền đâu ra, đúng không? Chị Loan cũng có mấy đứa con đó, còn chồng nữa, còn chi phí sinh hoạt gia đình trong nhà nữa đó, chứ đâu phải là chị Loan chỉ giàu đâu. Không phải như chị giàu sẵn đi mà bữa nay mà chị lên chị năn nỉ mọi người ủng hộ hay là cái gì đó, kêu gọi mọi người ủng hộ á, thì chị có thể là chị nói thì nghe nó còn hợp lý thôi, nó còn hợp lý thôi chứ cũng chưa phải là hợp lý nữa đó. Bây giờ thí dụ mà cái tài sản đó là cũng là của chú nghệ sĩ ưu tú Duy Linh để lại thôi đó. Nếu sau này mà gọi là ra tòa gọi là tranh chấp về cái căn nhà đó, thì bây giờ thí dụ thuộc về của chị Loan thì cái đó là cũng là cái tài sản đó, cũng là cái nhà ở cố định rồi đó, chứ cũng đâu có bán được, không lẽ giờ bán cái nhà đó đi ra đường đúng không mọi người? Vậy mà cũng lên nói nữa đó. Thì gia đình của chị Loan thì một năm qua đã là cố gắng cùng nhau buôn bán làm ăn để kiếm tiền, đóng kịch để quay phim kiếm thêm, và cũng là hình thức tương tác với khán giả đã yêu thương, tương tác với khán giả đã yêu thương con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tài sản của cha để lại cũng có tác dụng gì đâu, ủa cũng có đụng gì đến đâu. Nhà là cố định để ở rồi mà ngộ cái thế lỗi gì mà người ta kiếm tiền bằng sự lao động chân chính của mình mà cũng bị ganh ghét nói xấu là sao, đúng là một lũ đê tiện. Đó, một cái bình luận của một chị gọi là khá là bức xúc khi mà nghe chị Misun nói về vụ việc mà tài sản của chị Loan đó, không rất là nhiều người bức xúc nha chị Sun, chứ không phải là riêng cá nhân em đâu, không phải là riêng cá nhân của những người mà làm YouTube làm truyền thông để nói về chị đâu đó. Ngoài ra đó thì còn rất là nhiều khán giả họ rất là bức xúc về cái câu chuyện này đó. Tiếp theo là cái phần tiếp theo của cái tập 84 đó cô chú anh chị, đó là Misun là chị có nói là nếu như một người giàu thì thật sự thì không bao giờ khoe khoang. Nếu như một người giàu thật sự thì không bao giờ khoe khoang đó. Khi mà chị Ni bảo phe cái gì đó bảo phe tiền vàng gì đó mình không biết, nhưng sau đó thì chị Sun chị đáp trả lại như vậy. Thì ở đây mình thấy là rõ ràng là trước đây cách đây phải một tháng thôi, không tới một tháng nữa, trước Tết thôi, chị vẫn còn phe nhà phe xe phe tiền phe vàng gì đó đó. Nếu mà người thật sự không khoe thì em nghĩ là chị khoe đó để chị làm gì, chị chứng minh chị giàu đúng không? Mà ngày hôm nay chị nói là chị người giàu không nên khoe, người giàu thì không có khoe, vậy là chị chắc cũng không có giàu. Lúc trước chị nổ chị dữ lắm à, nhà chị xe riêng rồi có tiệm vàng nè, nhưng mà tiệm vàng dẹp rồi mọi người, dẹp rồi, bây giờ không giàu rồi, giờ dẹp rồi không biết là làm ăn như thế nào, thua lỗ như thế nào đó mà dẹp bà nó cái tiệm vàng rồi đó. Bây giờ đất thì kêu bán hàng ngày hàng giờ không có ai mua bán giá trên trời gì, trên thiên trên mây chả ai đâu mà mua đó. Còn nói đất củ chi giờ là đất vàng đất gì đụng vô không nổi, tùy theo miếng đất mình đụng vô không nổi thôi chị, chứ không phải là toàn bộ nha. Chị ra thành phố chị mua thì sao mà nổi đó, chứ còn mua mà ở chỗ xung quanh cái nhà chị thì mua thí dụ cắt một cái nhà cả nhà chị thì nó đơn giản thôi, đúng không? 2-3 tỷ thì có thôi, chứ có gì đâu mà mua không nổi chị. Đối với em thì em mua không nổi thiệt, nhưng mà đối với nhiều người ngoài kia người ta 2-3 tỷ là chuyện nhỏ, hiểu không? Chứ chị đừng nói mà đất Củ Chi bây giờ ai muốn mua cũng không nổi,
Trời, không có gì mà mua không nổi chứ. Đó, không, không có gì mà mua không nổi, quan trọng người ta thích hay không. Đó, chứ chị đừng có nghĩ là mình giàu, mình có vợ dăm ba bạc tỷ đó, cái mình lên mình nổ là người này mở miệng ra, người này sẽ mua không nổi đất của tôi đâu, người kia không mua đất nổi của tôi đâu, chị bán trên trời trên mây chứ ai thèm mua đâu mà mua nổi. Đó, đất cho chị bán trên trời trên mây chứ chị để dành thì chị làm cái gì đó luôn đi, làm cái gì mà nguyên cái họ lại đó đó, chị làm trong đó luôn đi chứ bán ai dám mua nổi. Đó. Còn chị Misun nói cái chỗ này thì mình cũng khá là bức xúc nè mọi người, khá là bức xúc nè. Misun nói là Hồng Loan, cái gì tốt thì nhận về mình, còn cái gì không tốt thì đổ thừa cộng đồng mạng. Thì đây luôn, thì sẵn nói luôn, chị Hồng Loan trước giờ chị đã lên tiếng đổi thừa ai chưa? Chưa có đổi thừa ai vậy trơn á chị. Thiệt, cái nào không có cái nào tốt, cái nào xấu mà chị Loan chê chứ, chị Loan đều nhận cả. Đó, tốt xấu gì chị Loan cũng nhận, chửi bới gì chị Loan cũng nhận, kể cả ngày hôm nay. Một cái con người đến với chị Loan như chị để kiếm tiền, kiếm view, kiếm like, mà chị còn quay lưng chị chửi người ta vô ơn, mà người ta không hề nói tới chị luôn, là chị hiểu được cái con người ta như thế nào rồi. Chứ không phải là ích kỷ và nhỏ mọn giống như chị. À, em nói thẳng mà, đúng không? Chị hàng ngày, hàng bữa, đúng không? Không phải là hàng ngày hàng bữa mọi người, cách một bữa, hai bữa là chị lên chị gửi người ta. Con người ta vô ơn, con nhỏ vô ơn đó quý vị, con nhỏ vô ơn đó quý vị. Ai vô ơn? Ai vô ơn ai? Chị đã làm gì làm ơn để người ta mắc ơn chị mà phải vô ơn? Chị đã làm cái gì? Chị đã làm cái gì? Chị đã giúp được cái gì đến thời điểm hiện tại rồi mà chị chửi người ta vô ơn? Hả? Mở miệng ra chửi người ta vô ơn, chị nói câu vô ơn đó thiệt chứ tôi đang nghe mà tôi muốn đập vỡ cái alo tôi luôn. Không, đập vỡ cái điện thoại tôi luôn. Đó. Mở miệng ra chữ biết ngại hả chị? Hả? Tôi không biết cái đầu óc chị suy nghĩ cái gì, tôi không biết cái bệnh của chị nó có ảnh hưởng gì đến cái não hay không mà khi mà chửi người ta vô ơn. Trong khi đó chị làm 80 mấy phần rồi đúng không? Hồng Loan chưa đáp trả lại chị một phần nào hết á. Đó, mà chị nói là hở ra cái Hồng Loan cái gì tốt là nó nhận, còn cái nào xấu thì nó đổi thừa cộng đồng mạng. Ở đâu ra? Cái nào chị Loan đã đổi thừa cộng đồng mạng? Chị đưa ra giùm em một cái đi, em sẽ đưa cho cộng đồng mạng xem. Đó, em sẽ đưa cho cộng đồng mạng xem. Em là nhớ là khúc đầu là chị còn nói là chị là fan cái gì chân thật gì đó, sự thật gì đó. Fan chân thật sự thật thì nói phải có bằng chứng. Không có bằng chứng thì không có sự thật được rồi. Bịa ra thôi. Chị mà sự thật cái gì? Hả? Chị mà sự thật cái chỗ nào? Chứ người ta vô ơn, trong khi đó người ta đem đến cho mình biết bao nhiêu lợi ích. Đến ngày hôm nay luôn mình cũng phải bám víu vào cái câu chuyện người ta để mình kiếm tiền. Mình bỏ vào mồm hàng ngày. Mình lên hở cái chữ người ta vô ơn, bạc nghĩa, bạc tình. Tiền thì mình kiếm, mình bỏ vô túi mình đéo cho người ta, chữ người ta vô ơn. Sao nghe mắc cười với người ta? Đó, thật sự là cái lúc mà cao trào nhất là cái khúc mà nghe là chửi chị Long mà vô ơn. Tôi không biết chị chửi, chị nói những người kia như thế nào thì tôi có thể là tôi chưa nắm hết được. Nhưng mà chị nói chị Hồng Loan vô ơn thì cái đó thì tôi thật sự tôi thua chị rồi. Tôi chịu luôn cái con người chị, tôi hiểu được cái bản chất của chị nó như thế nào rồi. Đúng không? Em đã nói trong cái clip đầu tiên của mọi người ai nghe được cái clip đầu tiên của em là cũng hiểu được chị này rồi. Đúng không? Lúc đó chị cũng đổi thừa cộng đồng mạng. Đúng không? Lúc đó nói chị ơi, chị giúp em kéo em tát này tát kia chị. Bởi vì ngày xưa là mình có giúp bả. Đó. Mình cứ nghĩ là sau khi này mình ví dụ mình khó khăn lại thì bả giúp mình thôi. Cái câu chuyện nó đơn giản không có gì hết trơn. Cái bả nói là bả kéo được cái. Cái sau cái bả nói là em ơi không được, cộng đồng mạng chửi chị quá em ơi. Đó, chị mới là người đổi thừa cộng đồng mạng. Đó. Chị mới là người đổi thừa cộng đồng mạng, chị là lấy bụng ta rồi là suy ra bụng người luôn. Đó, lấy bụng mình suy ra bụng chị Loan. À, chị Loan chưa hề có cái vấn đề đó nha chị ơi. Em nói thiệt, mình cứ nghĩ cô chú anh chị ở đây, mình cứ nghĩ là chị em mình đi, cái gì đó cái lúc khó khăn mình giúp đỡ nhau đó. Mình không có tiền, mình thì không có tiền rồi đó, mình thì không có tiền, mình không giúp được tiền, nhưng mà mình giúp cho người ta một cái việc gì đó ha. Ví dụ người ta khó khăn cái gì đó, người ta không quen biết người này quen biết kia, mình nhờ mình kết nối thì cái chuyện nó bình thường, giúp đỡ bình thường, mình đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà với cái con người mà gọi là nó nham hiểm, nó ích kỷ á mọi người, thì nó sẽ khác à, nó suy nghĩ ra nhiều điều lắm, nhiều điều kinh khủng lắm mọi người. Đó, mình khó đoán, là mình không đoán được. Đó, rồi chị còn nói thêm nữa chứ, nếu mai mốt mà nó có tranh chấp thua trong cái việc mà kiện tụng tài sản đó thì chắc cũng phải chắc đổi thừa cộng đồng mạng và con nhỏ luật sư.
Thì tôi không biết là chị nói ra câu này để chị chia rẽ ai thì tôi không biết, nhưng mà trong thật sự trong cái thời điểm này mà chị Sun cái tiếng nói của chị không còn nữa, là chị đừng có hòng là chị đừng chia rẽ ai được đó. Chị bây giờ chị nói luôn, chị lo là mai mốt mà tranh chấp thua là đổ thừa luôn luật sư đó, đổ thừa cộng đồng mạng nữa, làm sao mà thua được, sao mà thua được chị Sun. Chị Sun chắc mai mốt chắc chị Sun chắc cũng giống vậy quá à. Lỡ cậu năm của chị Sun hay là cậu ba cậu bốn gì đó, hay là cô năm cô bảy gì đó mất cái chị qua chị giành quá đó, không bởi vì chị tin là mẹ con ve thắng mà, mốt chị vào cho chị giành đi, chị làm y chang mẹ con ve đi thử thắng không đó, thắng không đó. Tới thời điểm hiện tại thì nếu mà chị Sun nói như thế này thì em nghĩ là chị Sun là đã nghiêng về phần thắng bên mẹ con bé ve rồi mọi người. Những cái người gọi là đầu óc không minh mẫn thì cái gì thì nó cũng được đó, mình không trách đi không, con người ta thì là ai cũng có bệnh trong người mà đó. Chị Sun chị bệnh lúc này thì thấy hơi nặng xíu. Lúc này hơi nặng xíu, những cái thành phần mà đi ủng hộ những cái người mà gọi là không có liên quan trong tài sản mà đứng ra tranh chấp người ta thì những người đó hết xài rồi, đi giành giật tài sản với con người ta, trời ơi không biết nhột không biết hèn sao mà chị còn lên chị binh gì chị Sun hả chị Sun. Trời ơi chị cảm thấy là chơi chung với người đó, những cái người đó thôi, chơi chung thôi đúng không, người ta còn thấy gọi là thấy ngại nữa mà chị lên chị binh những người đó thì thật sự là chị cùng thể loại đó rồi đúng không, chắc chị cái cùng thể loại đó thôi đúng không, cùng một tần số đó nên nó hiểu nhau lắm mọi người, nên gọi là nó tranh chấp cái thứ mà gọi là ăn giật ăn chặn ăn chéo gì đó đó, ăn giật ăn chặn chéo gì đó đó không, ăn giật gọi là xong chạy gì đó đó, cái kiểu đó nó quen rồi đó, cái kiểu đó nó quen rồi nên nó cùng tần số, khi mà hai người gọi là cùng tần số cùng một câu chuyện thì nó sẽ tự nhiên nó đứng ra nó binh vực nhau à. Nó ngộ vậy đó đó, nên là gọi là chắc gia đình của chị Sun bà con dòng họ chị Sun á cũng phải cẩn thận nha chị Sun, đừng có học theo cái kiểu mà cô Sáu nha chị Sun, không có được đâu, làm gì thì nói chung là người đời cười chết đó, không bây giờ mang danh cả đời rồi đi giành giật cái tài sản con của người ta, trời ơi con người ta còn sống sờ sờ đó đi giành giật, phải như con người ta không có á, phải như không có chị Loan á cô chú anh chị, thì bà Sáu bà lấy hết tài sản đó thì có không ai nói chứ đó, không anh của bà mà anh mất thì tài sản để lại cho em thì cũng đúng thôi, nhưng ở đây người ta có con rồi, bà Sáu cũng có gia đình riêng rồi, bà Sáu cũng có con có cháu riêng rồi, cái đó gia đình bà phải tự sống. Còn anh tôi má, còn cha tôi thí dụ qua mất đi đó, tôi còn sống lại tôi muốn cho bà như tôi cho đó, cái đó là tình nghĩa đó không, cái đó mới là tình nghĩa. Con nghĩ sao lên mặt dày, mẹ con lên mặt dày đi rồi là đi tranh giành tài sản với người ta kỳ ấy. Ở đời mới thấy câu chuyện lần đầu tiên, mới thấy câu chuyện này ở Việt Nam luôn mọi người, ở nước ngoài có hay không thì mình không có nắm bắt được, nhưng mà ở Việt Nam đầu tiên có cái câu chuyện mà gọi là người gọi là gì, em lại đi tranh giành với tài sản của một đứa con ruột của anh. Ủa là sao, một đứa con của anh là sao? Không, cái câu chuyện nghe ra là nó rất là gọi là vô lý rồi. Vậy mà chị Sun là nổi danh là một hoa hậu mà chị lại đi binh vực những cái thành phần đầu trộm đuôi cướp đó. ăn chặn ăn hết vậy đó rồi. Trời ơi, người có học sao kỹ ta, người có học đúng ra người ta phải nhìn nhận được vấn đề. Người ta biết đâu là sự thật, đâu là chân tường và đâu là chân lý thiệt. Đó, chị nói là chị bên phe gọi là phe sự thật, mà tôi biết là sự thật trong đó chỗ nào tôi không biết, sự thật là đi binh vực những cái thành phần gọi là đi giành giật tài sản với con ruột người ta sao? Không, phe sự thật của chị vậy hả? Phe sự thật chị còn ai nữa, còn thằng gì ba lỗ ba liếc vậy đó hả? Tôi thấy cũng rất là xàm xí nha. Chị nói là chị không cần ai gọi là binh mình chứ, nhưng mà hở ai nói tốt về chị chia sẻ là nè, chia sẻ kéo lên chia sẻ chứ sao không chia sẻ được. Chị đang cần đồng minh mà, nhưng mà chẳng thà thôi, em thiệt chứ em đói thì em nghĩ đó, nếu mà ai ghét em nữa thì em nghĩ, chứ em không thể nào mà em quay xe giống chị được, không thể nào quay xe quay lưng vì những cái đồng tiền này chứ, ăn nó không ngon không. Mình nghĩ sao mình từng chơi chung quay lưng quay xe ăn nó không ngon đâu chị ơi, chẳng thà ngay từ đầu mình không có chơi luôn đó, mình đứng khoe nào đó khoe mà đó, đứng, bởi vì mình xác định được câu chuyện ai đúng ai sai rồi, ngay từ đầu rồi đó, chứ không phải là đến cái lúc mà mình lợi dụng người ta không được mình mới quay xe đó không, thì lúc đó người ta cười cho đó không, chị cũng lớn rồi đó, em còn nhỏ thí dụ người ta cười em thì cũng đỡ đi đó, từ từ người ta cũng quên, chị lớn rồi, sống nay chết mai đâu có biết được ngày nào đâu chị ơi, chị làm gì thì mang danh cả đời luôn rồi đó, em nói thiệt
Đó, trong cái tập 84 này thì chị Sun còn nhiều cái vấn đề ăn nói gọi là chưa 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 có gọi là hợp lý lắm. Đó, rất là nhiều điều còn hơn cái 83 nữa mọi người. 84 này còn ghê hơn 83 nữa nha. 84 này nhiều lắm, dài lắm mọi người. Còn nhiều chỗ để đáng để chúng ta gọi là bàn luận lắm. Nhưng mà thôi, trong clip này nó cũng dài rồi, đúng không? Nó tới đây thôi. Để cái phần sau để em nói trong clip sau nha cô chú anh chị. Rồi, cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và ủng hộ cho Lang Thang Đường Phố. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại.